Xin chào các bạn. Các bạn có biết hôm nay mình sẽ nấu món gì không? Đây là cái vườn rau quế ở phía sau nhà mình nè. Tươi ngon lắm. Ngon quá chừng luôn, cho nên mình ra mình hái. Hôm nay mình hái rau quế vô để mình sẽ chia sẻ với các bạn một món ăn của người Thái nha. Cả ngày hôm nay trời mưa các bạn, cho nên cái vườn rau ở phía sau nhà mình nè, nó tươi dễ sợ luôn. Tính đi ra cắt vài cọng thôi mà nhìn nhiều quá, thấy ham quá cho nên cắt nhiều thiệt nhiều luôn. Bây giờ thì đi vào trong để mình giới thiệu với các bạn những nguyên liệu để làm nha. Mình làm món gỏi xoài của Thái Lan á, thì mình cần có một trái đu đủ xanh ha. Đu đủ này là đu đủ non á các bạn. Chanh nè, chanh thì mình lấy hai trái rồi mình cắt nhỏ ra ha. Ớt mình có ít nhất là 6 trái nha, mình có 6 trái ớt đỏ nè, rồi mình lấy thêm hai trái ớt xanh của mễ nữa. Đây là ớt của mễ nè, nó cũng cay lắm á, nhưng mà tại vì màu xanh thì nó không đẹp bằng màu đỏ thôi. Còn đây là đường phèn ha. Đường phèn này á mình cắt nhỏ ra trước, mình cắt mỏng. Mình lấy hai tán. Còn đây là cà xanh á các bạn, cà dĩa. Tỏi thì mình lấy 10 tép tỏi nha. Tôm khô này mình lấy 20g rồi mình ngâm với lại nước ấm cho nó nở mềm ra ha. Mình cũng có thêm tôm tươi nữa nha các bạn. Tôm tươi này thì mình lấy khoảng chừng 15 con thôi. Mình có một hộp cà chua nhưng mà chắc là mình xài chỉ khoảng là nửa hộp thôi, không có xài hết ha. Cà rốt nữa nha các bạn, mình có khoảng gần nửa củ cà rốt để cho cái màu nó đẹp thêm á. Rồi nước me nữa, me thì mình dùng loại này. Me thì mình cần một muỗng canh nha, cho mỗi phần thì mình xài là khoảng 2 muỗng canh nước me. Bây giờ mình lấy cái muỗng canh á, mình múc mình bỏ vô trong chén này là 2 muỗng canh, thì mình làm được 2 phần gỏi đu đủ của Thái. Món ăn này mình mê lắm các bạn. Mình đi vô nhà hàng Thái á, mình kêu cái món sum tùm này ra, mình chỉ ăn cái món này thôi à. Mình cũng cần có nước mắm nữa nha. Rồi đây là nước mắm của Thái á các bạn, cho nên cái màu nó đậm, rồi nó cũng đặc hơn là nước mắm của mình. Đây là rau quế nè, nãy mình mới vừa cắt vô á. Mình rửa sạch rồi mình để như cho nó ráo chút xíu nha. Giờ mình vào đu đủ ha các bạn ha. Bạn coi trái đu đủ nè, mình bào ra rồi. Ở phía trong nè, nó non dễ sợ luôn á. Mình bào chung với lại cà rốt luôn nha. Rồi bây giờ mình đi rửa rồi mình ngâm với lại nước đá để cho nó giòn các bạn ha. Mình nặn vô đây thêm một lát chanh nữa nha. Ngâm chừng 10 phút thôi, mình cho qua cái rổ cho nó ráo nước ha. Tôm thì mình đem luộc nha. Nước sôi mình cho tôm vào, mình trở đều đến khi mà nước sôi lại thì mình lấy cái phần tôm này mình xả lại với nước lạnh. Rồi mình lột vỏ và mình chẻ đôi cái tôm này ra ha. Giờ đến phần quan trọng nè các bạn ơi. Ở đây mình có cái cối với lại cái chài để mà mình đâm gỏi á. Ở Việt Nam mình thì gọi là trộn gỏi ha. Còn món gỏi này là món gỏi của Thái Lan á, thì người ta đâm gỏi ở trong cái chài này. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ cắt cái cà dĩa này ra trước nha. Cà dĩa này thì mình dùng 4 trái để cho 2 phần ha. Mỗi phần thì mình xài 2 trái thôi, mình cắt ra làm tư.
Đầu tiên bây giờ mình sẽ cho tỏi vô trước nha, 5 tép tỏi. Năm củ. Rồi thêm ớt đỏ, ớt xanh vô luôn. Đường phèn thì mình xài một muỗng canh nha. Giờ thì mình đâm để cho nó nhuyễn cái phần này ra trước. Thật sự thì cái phần gỏi của Thái Lan á các bạn, gỏi này á, ăn thì phải cay thì nó mới ngon ha. Nếu mà không cay á, thì nó hơi tanh, tại vì có nước mắm Thái á, cái mùi nó cũng giống như là mắm nêm của Việt Nam mình vậy đó. Mình phải đâm nhiều tỏi, nhiều ớt thì nó mới ngon, càng cay càng ngon nha. Giờ thì mình cho nửa phần tôm khô vô, mình đâm luôn nha. Nhớ là mình chỉ có tỏi với ớt là mình giã cho nó nhuyễn thôi nha các bạn. Chứ còn mấy cái phần sau còn lại thì mình chỉ đâm thôi, chứ mình không có giã nhuyễn nữa. Mình cho một muỗng canh nước me vô. Rồi đây là chanh nha. Chanh thì mình nặng khoảng một trái là khoảng 3-4 miếng thôi. Rồi mình cho cái phần vỏ chanh vô luôn. Thì cái phần vỏ chanh đó là nó có mùi thơm thơm á các bạn. Thơm của cái dầu của cái vỏ chanh á. Mình cho cà chua vô luôn nha. Rồi cà dĩa nữa. Sau đó là thêm nước mắm nè. Nước mắm thì mình cho 2 muỗng canh nha. Đây là nước mắm Phú Quốc á, mình mua ở trong chợ Việt Nam. Rồi giờ thì mình cũng cho là nước mắm của Thái Lan vô luôn. Cái phần này á, là nước mắm này là để trộn gỏi đu đủ á các bạn. Các bạn thấy cái màu nè, nó đậm đen luôn á, là cái mùi nó sẽ nồng hơn là nước mắm của mình. Cho nên nó có một cái mùi rất là đặc trưng của Thái Lan. Cho nên cái món gỏi này á, nó rất là đậm đà. Giờ thì mình cho đu đủ vô nha. À mà quên nữa, mình có thêm mấy cái cọng đậu đũa nè các bạn. Đậu đũa này thì mình bẻ nó ra rồi mình bỏ vô trong này luôn nha, không có cần phải lấy dao cắt nữa. Hôm nay á, mình mua được cái bó đậu đũa này á, nó dài lắm các bạn. Thì mỗi phần là mình sẽ xài 2 cọng ha. Chỉ có 2 cọng thôi mà nó muốn đầy hết nguyên cái cối luôn rồi đây nè. Bẻ xong cái phần đậu đũa này rồi, bây giờ thì mình đâm cho nó hơi thấm gia vị chút xíu nha. Rồi mình cho cái phần đu đủ vô luôn. Mình đâm luôn. Cái cối này của mình á, mặc dù nó bự nhưng mà mình chỉ làm mỗi lần đâm như vậy á, là mình làm được một phần thôi. Mình đâm xong rồi mình lấy cái dĩa, mình cho nó ra dĩa cho các bạn nhìn thử ha, một phần nó như thế nào. Đó, mình vừa đâm vừa trộn để cho nó thấm đều gia vị. Đứng đây đâm mà nhìn thấy thèm luôn á các bạn. Để mình ăn thử một miếng nha. Wow, ngon lắm luôn á. Nó thấm đều quá nè. Mình trộn rồi mình đâm thêm chút xíu nữa, mình cho ra dĩa nha. Giờ mình sẽ đâm thêm một cối thứ hai nữa nha.
Đầu tiên cũng là tỏi nha các bạn. Tỏi, ớt và đường phèn mình cho vô trước để mình đâm cho nó nát ha. Giờ mình cho tôm khô vô đâm, mình cho hết cái phần tôm khô còn lại luôn nha các bạn. Tôm khô ngày hôm nay á, mình xài là 20 g, thì mỗi phần thì mình sẽ lấy 10 g, còn nếu như các bạn thích thêm nữa thì vẫn được. Mình thì mình thấy ăn tôm khô nhiều hơn, mình thích hơn, mà nếu mà các bạn không thích thì thôi mình đừng có bỏ vô nha. Giờ mình cho một muỗng canh nước me nè, mình nặn vô đây một trái chanh, rồi mình bỏ cái mình cho cái xác nó vô trong này luôn nha, để mình đâm á cho nó ra cái dầu của cái vỏ chanh á các bạn, nó thơm hơn. Hai trái cà dĩa. Sáu bảy trái cà chua bi. Rồi thêm 2 dây đậu đỗ nữa ha. Xong rồi mình đâm sơ vài cái nha. Sau đó thì mình lấy nước mắm nha các bạn. Mình cho vô đây là 2 muỗng canh nước mắm ha. Một muỗng nước mắm của Thái Lan luôn nè. Nước mắm trộn gỏi nha. Cuối cùng là cho đu đủ vô, mình đâm thêm chút xíu nữa, rồi mình cho ra dĩa để thưởng thức nha các bạn. Rồi giờ mình cho cái phần này ra dĩa nữa là xong rồi các bạn. Mình trang trí thì mình lấy mấy cái con tôm mà mình luộc hồi nãy các bạn, mình để lên trên mặt ha. Rồi mấy cọng rau quế lên trên, thêm đậu phộng mình rắc lên trên nữa. Nếu mà mọi người thích thì mình có thể nướng thêm vài cái bánh tráng nữa ha. Đu đủ nó giòn, quá giòn luôn á các bạn. Tại vì hồi nãy đu đủ mình có ngâm với lại nước đá các bạn, cho nên nó vẫn có giữ cái độ giòn cho tới bây giờ luôn. Ngon lắm. Khi nào mà có thời gian các bạn làm thử nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.